NASA công bố cuộc tập trận 18 quốc gia chống sát thủ ngoài hành tinh. Cuộc tập trận nhằm vào tiểu hành tinh mang tên Apophis, một trong những các vật thể được xác định là có khả năng tác động đáng kể đến trái đất vào năm 2029. Cuộc tập trận diễn ra từ tháng 12 năm 2020, được điều phối bởi mạng lưới cảnh báo tiểu hành tinh quốc tế IAWN và văn phòng điều phối phòng thủ hành tinh PDCO của NASA, với sự tham gia của 100 nhà khoa học hàng đầu từ 18 quốc gia. Kết quả vừa được NASA và các đối tác công bố trong một nghiên cứu vừa được đăng tải trên Planetary Journal. Theo SciTech Daily, Apophis được phát hiện từ năm 2004 và từ lâu đã được xác định là có khả năng tác động đáng kể đến trái đất năm 2029. Một cuộc áp sát mang tính đe dọa cũng đã được dự báo xảy ra vào tháng 12 năm 2020. Các nhà khoa học cũng đã dùng chính lần áp sát này để tổ chức một cuộc tập trận. Trung tâm hành tinh nhỏ FPC, cơ quan phụ trách tính toán về các thiên thể nhỏ, đã giả định Apophis như một vật thể lạ bất ngờ để thử nghiệm phản ứng liên kết có hệ thống từ các cơ quan vũ trụ, đài quan sát thiên văn khắp thế giới. Apophis xuất hiện đầu tiên vào ngày 4 tháng 12 năm 2020 trong ống kính của cơ quan khảo sát bầu trời Catalina ở Arizona của Mỹ do NASA tài trợ. Hệ thống cảnh báo cuối cùng với tác động đến mặt đất ALAS, kính viễn vọng khảo sát toàn cảnh và hệ thống phản ứng nhanh PANSTAR đã tại Hawaii lập tức tham chiến sau đó. Khi Apophis đi vào tầm quan sát của Nevis, một kính viễn vọng không gian hồng ngoại trường rộng của NASA MPC đã liên kết các quan sát này với các quan sát từ các đài thiên văn mặt đất để mô hình hóa chuyển động của tiểu hành tinh. Từ đó đã giúp dự đoán được đường đi của nó trong các cú áp sát tiếp theo. Vào tháng 3 năm 2021, các nhà thiên văn học từ phòng thí nghiệm sức đẩy phản lực GPL của NASA tiếp tục dùng radar hệ mặt trời Goldstone cao 70m đặt ở California của Mỹ để đo chính xác vận tốc và khoảng cách của tiểu hành tinh. Những dữ liệu này đã đem tới cảnh báo sớm và cần thiết để tấn công Apophis trực diện nếu như là nó thực sự có khả năng cao là va vào trái đất vào trong năm 2029 hay là sớm hơn. Từ đó giúp chúng ta kịp khởi động các chiến dịch đánh bay nó. Hiện NASA đang có một tàu vũ trụ cảm tử thử nghiệm đang trên đường lao vào mặt trăng của tiểu hành tinh Dimorphos như là một phần của thử nghiệm phòng thủ hành tinh. Trung Quốc cũng dự định là phóng một tàu tương tự vào giữa thập kỷ này. Tuy nhiên, cuộc tập trận với Apophis đã đem đến một tin vui bất ngờ. Dữ liệu từ hàng chục kính viễn vọng không gian và mặt đất Cùng với những phân tích của nhóm hơn 100 nhà khoa học đã khẳng định, nguy cơ của nó thấp hơn ước tính trước đây. Apophis sẽ không gây nguy hiểm cho trái đất trong ít nhất là 100 năm tới. Nhà khoa học Michael Kelly từ PDCO nhấn mạnh: "Nhìn thấy cộng đồng bảo vệ hành tinh xích lại gần nhau trong lần tiếp cận gần nhất của Apophis là điều ấn tượng. Ngay cả trong đại dịch, khi nhiều người tham gia tập trận phải làm việc từ xa, chúng tôi vẫn có thể là phát hiện, theo dõi và tìm hiểu thêm về mối nguy hiểm tiềm ẩn với hiệu quả cao. Cuộc tập trận đã thành công." tuy có thêm thời gian với apophis nhưng các nhà khoa học vẫn thận trọng và tiếp tục theo đuổi các nghiên cứu liên quan đến phòng thủ hành tinh sẵn sàng chuẩn bị cho những sát thủ bất ngờ việc một tiểu hành tinh giống tiểu hành tinh khiến khủng long tuyệt chủng một đâm vào trái đất là thấp nhưng nếu nó xảy ra chúng ta sẽ không có cơ hội thứ hai